Là em khẳng định là anh số 1 sẽ là nghệ nhân sơ mướp. À, tại sao vậy? Thì ra con chim nãy giờ anh cầm là sơ mướp. Là bằng, là bằng mướp đó em. Hèn gì, cái lồng còn đó là cải. Bằng mướp đó. Mướp còn sống, còn nhúc nhích mọi người. Rồi bây giờ quyết định cuối cùng sẽ là số 1 đi. Dạ. Anh con sơ mướp trong lòng còn đang sống kìa. Dạ. Vậy em quyết định chọn chú số 1 chính là nghệ nhân sơ mướp. Rồi, hãy bấm chuông. Sao? 15 triệu. Và nghề nghiệp tương ứng với vòng 2 sẽ là Ca sĩ Bolero. Có dễ dễ hơn chút xíu ha. Quyết định của em sẽ là Lê Nhân 5, 4. Dạ thưa anh là số 3. Số 3. Dạ. Mời em bấm chuông để chốt. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Vào tuần trước, hai khách mời bí ẩn của chúng ta đã lộ diện với những ngành nghề vô cùng thú vị như nghệ nhân sơ mướp và ca sĩ Bolero. Vậy bốn nhân vật còn lại, họ là ai và ai sẽ mang đến may mắn để khách mời Lê Nhân giành được chiến thắng? Chúng ta hãy cùng xem tiếp chương trình ngay sau đây. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng thi thứ 3 trong chương trình hôm nay. Vòng thi được mang tên Trực Giác. Ở vòng thi này thì vẫn như vậy. Dạ. Chúng ta sẽ lựa chọn gói tiền thưởng trước khi đến với nghề nghiệp. Em sẽ chọn gói số mấy? Dạ thưa anh, em chọn số 1. Số 1. Lần này Lê Nhân đã thay đổi cái thứ tự về gói tiền. Dạ. Liệu có mang lại may mắn cho em hay không và nghề nghiệp có dễ đoán hơn hay không? Ủa, em nghĩ không là vào cái vòng này mà anh đoán trúng là sẽ được 1 triệu lận á. Nhiều dữ vậy hả? Đã có sao may mắn thì được 2 triệu luôn. Wow. Nào, nghề nghiệp. Nhân viên lau kính. Em có biết nghề này không? Dạ biết anh. Đi vào những cái tòa nhà mà chọc trời anh thì em thấy là lâu lâu có những cái anh thợ hoặc là chị thợ là đu mình ở bên ngoài tòa nhà đi lau kính ở bên ngoài. Ở đây là một nghề nghiệp mà không những nguy hiểm mà đòi hỏi cái người làm ấy phải là người không sợ độ cao. Dạ đúng rồi. Có một cái bản lĩnh nhất định. Dạ. Bởi vì là treo leo ở trên chỉ có sợi dây với mình, tất nhiên là sợi dây này đã được bảo hộ, đã được có một cái sự an toàn nhất định. Dạ. Nhưng rõ ràng là những người sợ độ cao, ví dụ như anh chẳng hạn. Dạ. Thì sẽ không thể làm được. Bởi vì chân tay sẽ bụt rủn ra ngay lập tức, mồ hôi sẽ ra và chúng ta sẽ không thể làm được việc gì luôn. Bây giờ hãy gặp gỡ lại các vị khách mời còn lại. Chúng ta còn 4 vị khách mời. Xin mời. Chắc chắn là chúng ta phải loại ra được hai người phụ nữ rồi đúng không? Bởi dạ. vì số 2 và số 5 dạ. theo quan điểm của anh nhá, thì những người phụ nữ xinh đẹp và nhẹ nhàng như thế này có lẽ rằng sẽ không làm cái công việc đòi hỏi mạo hiểm, sự mạo hiểm và nó liên quan tới thể chất. Dạ, chân tay. Anh bây giờ vậy. Mình chơi một vòng đặc biệt luôn không? Mình không nói hết, mình chọn luôn chú số 1. Chọn luôn, không nói gì luôn. Anh tin em, chọn luôn chú số 1 luôn nha. Chọn xong mình còn nói chuyện sau. Dạ. Em còn hai quyền trợ giúp, hỏi nhanh đáp nhanh và đặt ngôi sao may mắn. Chọn đi rồi đặt hỏi. Luôn, khỏi hỏi luôn anh, bấm rẹt luôn rồi mình nói chuyện sau. Chú ơi, con tin chú nha chú. Chú cười một nụ cười với con đi chú. Anh nghĩ đi, chú phải leo cao cái nào chú bắt con chim đó. Hợp lý. Con chim trên đỉnh tòa nhà hả? Đúng rồi anh. Hay quá. Hợp lý. Ba. Chốt luôn rồi thấy chuyện sao? Đặt con sơ hy vọng nha, vô chú dạ. số 1 nha. Ngôi sao may mắn. Dạ, em xin chọn ngôi sao may mắn. Và lựa chọn. Và lựa chọn của em là chú số 1. Rồi, không nói nhiều ở vòng 3. Vậy là Quang Trung. Lên đèn luôn anh. Chọn số 1. Lê Nhân chọn số 1. Nhưng dạ. Puka chọn số mấy chúng ta chưa biết. Chắc chắn là số 1 rồi anh, tại vì em nghĩ ở đây chị hai chị ơi, gái chị đừng chắc chắn chị hai dòng trước chị cứ chắc chắn em thua à chị. Chắc chắn chị, anh số 3 giùm em đi bàn luôn, mình vô luôn đi. Ôi, lên đèn luôn rồi đó. Đừng có nói gì nhiều hết, bây giờ mình lên đèn đi rồi em sẽ nói cho anh biết tại sao là. Bởi vì tôi vẫn muốn Puka có một vai trò gì đó, ngay cả vai trò là đoán toàn sai chứ. Đoán toàn sai không anh, trong này chị Puka vai trò là cảnh trí thôi. Đẹp đôi hình đó. Để co được đi. Có nghĩa là tiểu cảnh nhỉ? Dạ. Rồi, vậy thì chúng ta không nói nhiều, hãy đến ngay với kết quả của vòng 3. Ai là nhân viên lau kính? Trời ơi, nhiều khi là anh số 3 không ta? Yeah. Chính xác.
giờ mới nói chuyện nè. Nhân viên lau kính đó chính là khách mời số 1. Và hãy cùng xem gói tiền thưởng mà Lê Nhân nhận được và nhân đôi là bao nhiêu tiền. Xin mời. Nhân đôi luôn là 2 triệu nè. Bảo đảm luôn á. Lê Nhân, bạn có 20 triệu. Và rồi, lần đầu tiên trong chương trình đến giờ phút này, hôm nay ban bình luận đã có cái tác dụng của mình. Dạ. Và em có muốn nói lời nào với ban bình luận không? Dạ, lần đầu tiên thì em xin gửi một cái lời xin lỗi sâu sắc đến người bạn thân chí cốt 8 năm của em là Quang Trung ạ. Anh đã không tin em ngay từ đầu và bây giờ anh biết anh đã sai rồi. Trung tha lỗi cho anh nhé. Ok. Còn tiểu cảnh Phú Ca. Dạ, cái tiểu cảnh kia thì kệ đi anh. Kệ đi anh. Tại vì cũng là đề co trang trí, mình đâu quan tâm làm gì đâu anh. Dạ. Nhưng mà khi không có đề co thì đôi khi anh em mình rất là khó diễn, khó hình dung ra không gian. Dạ. Thôi thì mình cũng cảm ơn đề co một nè tí. Nè Nhân, có nghĩa là khi chị chọn sai để em chọn được đúng. Ủa? Chứ không phải là chị ở đây vô tác dụng đâu, em hiểu không? Ủa, chị chọn sai để em chọn đúng. Sao từ đầu chị không nói với em mà sao chị kêu em chọn theo chị? Ủa? Thì tại từ đầu chị muốn thử thách em coi em có nhận ra được điều đó không. Không ngờ em không nhận ra. Xui quá. Chết rồi. Đây là đề co nghịch cảnh. Dạ. Đại khái là em cảm ơn nghịch cảnh một tí đi. Dạ, em xin cảm ơn nghịch cảnh. Không có gì em. Để tạo ra nghịch cảnh cuộc đời này. Đắng cay ngọt bùi. Và dạ, mất 40 triệu. Và chúng tôi xin được mời anh số 1 sẽ bước lên phía trên ạ. Mời anh hãy giới thiệu về mình cũng như là công việc của mình rõ hơn cho quý vị khán giả được biết ạ. Thì mình là một nhân viên lau kính. Mà bây giờ thì cũng các anh chị cũng biết rồi về cái những cái cao ốc ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước Việt Nam mình nói chung, thì người ta mọc lên liên tục. Vì vậy cái nghề lau kính mặt ngoài, lau kính đu dây á, là người ta gọi nôm na là người nhện á, thì nó ra đời. Thì mình làm trong cái nghề này cũng được 16 năm. Thì cái tòa nhà mà cao nhất mình chinh phục á là tòa nhà Bitexco 68 tầng. Thì mình cũng đang mong muốn là mình tiếp tục chinh phục cái tòa nhà tiếp theo là tòa nhà Landmark á là 81 tầng. Nhưng mình chưa có cơ hội. Thì cái công việc của mình á, ngoài cái lau kính ra, thì bên công ty của mình á là mình đang làm cho một cái công ty vệ sinh công nghiệp. Thì chuyên về cung cấp những cái dịch vụ vệ sinh, lau kính, chống thấm, sơn nước của những cái cao ốc, những cái tòa nhà cao tầng. Đó, này thì chia sẻ cái công việc của mình là như vậy. Dạ. Vâng, xin được cảm ơn anh rất nhiều. Nhân viên lau kính tòa nhà cao tầng là một nghề gắn liền với tên gọi người nhện, suốt ngày phải lơ lửng trên không thật không dễ dàng. Công việc thường xuyên của nhân viên lau kính chính là làm sạch bụi bẩn cho các tòa nhà. Tưởng chừng là một công việc đơn giản nhưng lại yêu cầu sự cẩn thận và tinh thần thép mới có thể trụ được với nghề như anh Phạm Đức Lộc, công việc mà anh đã gắn bó gần như cả một đời người. Trong 16 năm làm nghề của mình thì anh có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không ạ? Để chia sẻ với các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Nói chung thì cái nghề mà của mình thì nó rất là mạo hiểm. Thì về cái kỷ niệm đáng nhớ, có vui có, buồn có. Trong cái cuộc đời làm nghề của mình thì cách đây cũng khoảng 5 năm. Thì trong một quá trình mình đang làm một cái tòa nhà cao 38 tầng ở cặp cái bờ sông Sài Gòn á. Thì trong quá trình đang làm thì gió nó ập đến. Thì những anh em đang làm ở trên cao á, hôm đó là tổng cộng là có 6 anh em đang đu dây trên đó. Thì gió mà nó cuốn anh em lại. Cuốn anh em lại. Thì nói chung là thì cũng có một số anh em nó mới vô làm cũng được vài năm thì nó cũng hoang mang. Nhưng mà được các anh em cũng chấn tĩnh lại với nhau, bình tâm lại với nhau. Thì trong vòng khoảng 30 phút thì gió nó bớt. Thì anh em mới tuột xuống được. Thì đó là những cái kỷ niệm. Thì mình thấy nó cũng giữa cái sinh và cái tử. Trong cái nghề thì nghề nào nó cũng có cái rủi ro. Yeah. Nhưng mà mình phải khống chế được cái rủi ro đó. Yeah. Thì nói chung là cái nghề mà đu dây ở ngoài á, thì rủi ro nó cũng rất là cao. Rất là cao. Nhưng mà hiện bây giờ được cái là tất cả những cái thiết bị, trang bị an toàn, những cái sợi dây để mình sử dụng á, thì được cái là tất cả những bên ban đó công ty á, cũng đã trang bị những cái thiết bị rất an toàn. Thì mình nghĩ nó cũng gần như là tuyệt đối. Trừ những cái rủi ro ví dụ như thiên tai, chứ còn hầu như là mình cũng có thể mình khống chế được. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Thông qua câu chuyện của anh thì quý vị khán giả biết thêm được một công việc. Một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại đòi hỏi không chỉ là kỹ năng, nó đòi hỏi còn là sự bản lĩnh, đòi hỏi cả cái sự yêu nghề của mình nữa. Bởi vì không phải ai cũng dám làm những công việc mạo hiểm như vậy. Và xin được chúc anh cùng với những người đồng nghiệp của mình sẽ hoàn thành tốt mọi công việc và sẽ luôn luôn gặp may mắn, an toàn sau khi làm xong công việc. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình. Em cũng xin tiếp lời với lại cho anh Trung cái nữa. Dạ. Thì anh nói cũng là rất là chính xác. Nếu mà làm cái nghề này, nếu mà không yêu nghề thì chắc chắn là không làm được. Mọi nghề của mình nó đòi hỏi phải là yêu nghề và tỉ mỉ nữa. Từ vì cái này nó mang tính chất là làm đẹp mỹ quan cho những cái bộ mặt của thành phố Hồ Chí Minh hay bộ mặt của nước mình hay là bộ mặt của một cái tòa nhà nào đó. Thì đó, cái nghề này Lộc nghĩ nó cũng rất là cao thượng, chứ hồi xưa nó chưa là cái nghề thì người ta nghe cái này người ta cũng ứng lắm. Nhưng mà bây giờ nó thành một cái nghề rồi. Thì nó cũng có cái tên tiếng Anh Spider-Man hay là gì đó. Spider-Man New Marvel. Người nhà anh nữ đâu mình cũng cảm thấy làm cái nghề này cũng hãnh diện. Dạ chính xác ạ. Trong công ty mình cũng được khoảng 30-30 mấy anh em làm trong chung với mình. Và anh yên tâm là không chỉ mọi người ngưỡng mộ đâu, ngay cả những người nghệ sĩ đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay như tôi, Puka, Quang Trung và Lê Nhân đều rất ngưỡng mộ anh và công việc của anh. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn anh. Cũng cảm ơn chương trình. Sẽ cùng đến với vòng 4 lập luận của chương trình Giác quan thứ 6. Hôm nay chúng ta có người chơi là nghệ sĩ trẻ Lê Nhân. Lê Nhân đã đạt được số tiền là 20 triệu thông qua việc đặt ngôi sao may mắn ở vòng 3. Cũng như nhờ sự trợ giúp của người bạn thân ở trong ban bình luận, đó chính là Quang Trung cùng với Buka. Và hãy cùng xem tất cả những điều đó có giúp Lê Nhân vượt qua vòng 4 của chúng tôi hay không. Hãy cùng đến với gói tiền thưởng của Lê Nhân ở vòng 4. Dạ thưa anh, em chọn số 2 ạ. Số 2. Và nghề nghiệp của vòng lập luận sẽ là thể dục nghệ thuật. Bạn biết gì về nghề nghiệp này, Lê Nhân? Thể dục nghệ thuật aerobic là... Aerobic hả? Dạ. Dạ là mấy cái nhào lộn rồi kia, rồi có hai cái xà ngang, có dây rồi có bóng rồi này kia. Nó như kiểu một phần của thể dục dụng cụ. Dạ. Là một trong những cái môn thể thao rất là quan trọng và là nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Dạ. Và để thi đấu được cái môn thể thao này đòi hỏi người ta phải luyện tập từ rất nhỏ và ngày nào cũng phải luyện tập để ép dẻo, để tạo ra cái sự đàn hồi cho các nhóm cơ và các khớp. Nếu như chỉ cần nghỉ một tuần hai tuần thôi là không thể làm được những động tác khó. Còn Puka, em đã bao giờ thử tập môn thể thao này chưa, hoặc là có tập môn thể thao nào không? Chị Puka cũng là người đã từng tập luyện đu dây rồi các cái thể loại hình xiếc nữa, cho nên chắc chị Puka cũng hiểu cái này rõ. Dạ, thật sự em mê mấy cái này lắm. Em mê những cái mà tạo hình nghệ thuật nhào lộn hoặc đu trên không. Đu trên không là xiếc rồi, còn cái thể dục nghệ thuật này là tạo hình ở dưới mặt đất, nhào lộn, ép dẻo các kiểu. Thì em rất là mê, rất là thích. Có một thời gian em cũng đi học ép dẻo, nhưng mà chưa sát đất lắm, nhưng mà cũng gọi là một sự cố gắng cho một cái con người hơi cứng như em. Nhưng mà em vẫn quyết tâm và có thể làm được, cho nên là nếu như mà có cơ hội á, em sẽ thử học lại một lần nữa và em sẽ tạo hình cho anh coi. Em muốn tạo hình gì? Hình trái tim. Ủa ôi. Hình trái tim. Ủa ôi. Hình trái tim ấy hả? Em cũng biết làm á. Ôi em thật là trí tuệ Puka. Và bây giờ là lúc hãy cùng gặp gỡ lại những khách mời còn lại trong chương trình. Bây giờ khỏi nói nữa, đoán luôn, ra kết quả luôn y như nãy không? Nào, 2-3 nhá. 2-3. Số 5. Tại sao? Tại vì bây giờ mình nhìn lên ba anh chị á, thì bạn số 2, như hồi nãy tụi mình đã từng nói với nhau là bạn số 2 có một cái sự nhẹ nhàng và thùy mị, sẽ làm những cái công việc gì đó chắc là sẽ tỉ mỉ, sẽ thủ công và cần cái sự khéo léo nhiều hơn. Còn anh số 3 thì mình lại nghĩ ảnh sẽ là MC hay là làm một cái công việc gì đó khác. Chỉ còn chỉ riêng chỉ số 5 là mình thấy được cái sự rắn chắc, cái sự tự tin và cả cái dáng mà chị đứng từ đầu tới giờ. Đúng rồi, cái dáng quan trọng là cái dáng á, quan trọng rất là chuẩn, cho nên là mình thấy là chị số 5 có vẻ là hợp lý nhất ha.
Lê Nhân, em có cùng quan điểm với Quang Trung hoặc có bổ sung cái gì không? Dạ, em cũng cùng quan điểm với Quang Trung. Chị số 5 có một cái dáng rất là kiểu vận động viên, nghệ thuật, thể dục. Dạ. Có phải đây là cái dáng em mơ ước không? Dáng em hơi xấu chút xíu, anh đừng có dè biểu em như vậy anh ạ. Không, anh chỉ hỏi là dáng, có phải đây là cái dáng em mơ ước không? Ủa, tại sao em phải mơ ước thành dáng phụ nữ? Đâu, anh mơ ước là gọn gàng. À, gọn gàng, dạ có, dạ có. Nào, anh muốn hỏi lại em nào. Dạ. Em có muốn gọn gàng như thế kia không? Em rất muốn gọn gàng như chị số 5. Tại vì anh hỏi không rõ ràng thì là người ta suy nghĩ đúng rồi. Tự nhiên muốn cái dáng như kia mà lại dáng người phụ nữ đó. Dáng gọn gàng mà. Đây, giống anh dùng từ gọn gàng. Puka, em thấy số 5... Em thấy chị số 5 để cái mái tóc, cái kiểu tóc giống như em. Và em nghĩ chị là thể dục nghệ thuật. Có liên quan gì? Thật ra là những cái ý mà chị muốn nói mọi người đã nói hết rồi. Chị nói vậy cho vui thôi. Chứ thật ra là chị số 5 là thể dục nghệ thuật đó. Thực ra mà nói thì bạn số 5, ngoài cái vóc dáng rất là gọn gàng, thì bạn ấy còn có một nụ cười cũng rất là tươi. Dạ, rất là sáng. Và đối với một người vận động viên thể dục nghệ thuật, thì bên cạnh ngôn ngữ cơ thể thì cái khuôn mặt và nét mặt cũng là một cái điểm cộng quan trọng trong khi biểu diễn. Yeah. Và hãy cùng xem kết quả là thế nào. Chính xác. Số 5 chính là vận động viên thể dục nghệ thuật. Và xin được mời bạn tiến lên phía trên ạ. Bạn đứng đó chờ tôi một chút thôi. Bởi vì bây giờ là lúc tôi sẽ cho Lê Nhân biết số tiền mà Lê Nhân sẽ nhận được ở gói tiền thưởng số 2 là bao nhiêu. Xin mời. Triệu. Vậy là tổng tiền thưởng của Lê Nhân lúc này là 25 triệu. Cảm ơn anh. Chúc mừng bạn. Và bây giờ hãy cùng đến với vị khách mời số 5. Em hãy giới thiệu kỹ hơn một chút về mình cũng như là cái công việc em đang làm việc, đang theo đuổi được bao lâu rồi? Dạ vâng, xin chào mọi người và các anh chị ạ. Em tên là Nguyễn Hồng Nhung, em là vận động viên môn thể dục nghệ thuật. Nhưng mà thực ra thì em đã giải nghệ được 2 năm rồi. Và hiện tại em đang theo đuổi cũng là nghệ thuật nhưng mà là diễn viên nữa. Hồng Nhung, cô nàng được ví như bóng hồng trong làng thể dục dụng cụ ở Việt Nam khi sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười tươi. Và quan trọng nhất chính là tình yêu tuổi trẻ của cô nàng dành cho bộ môn này. Sự khổ công rèn luyện mỗi ngày cùng với niềm yêu thích bộ môn thể dục dụng cụ đã giúp Hồng Nhung gặt hái được những giải thưởng ấn tượng trong làng thể thao. Cô tự hào khi bước lên bục vinh quang để nhận tấm huy chương bạc tại SEA Games 29, đánh dấu một bước chuyển cho bộ môn thể dục dụng cụ của Việt Nam với toàn khu vực Đông Nam Á. Em tập thể dục nghệ thuật từ bao nhiêu tuổi? Bởi vì theo anh được biết là rất nhỏ đấy nhá, đúng không? Thường là tất cả những bạn vận động viên trong bộ môn thể dục thì thường phải tập luyện từ khi còn rất nhỏ, là tầm từ 5. Có bạn bé thì phải tập từ 3 đến 4 tuổi rồi. Để thứ nhất là ép dẻo, cái thứ hai là để cho các nhóm cơ và các khớp bắt đầu phát triển theo cái ý mình mong muốn. Dạ vâng, tại vì khi còn bé là xương cốt của các bé rất là dẻo dai và rất là dễ nắn. Và thường dạy các bé sẽ dễ hơn là khi dạy những các bạn đã trưởng thành. Và em tập từ năm bao nhiêu tuổi? Em tập từ năm 6 tuổi. 6 tuổi, em tập trong vòng bao nhiêu năm? Em tập hơn 13 năm rồi ạ. Hơn 13 năm, thực sự là rất khổ luyện đấy. Dạ. Và tại sao em lại quyết định dừng thể thao và đi theo nghệ thuật? Em đã giải nghệ 2 năm và em vẫn tiếp tục theo đuổi nhưng mà không còn là vì nhiệm vụ nữa, mà bây giờ em vẫn theo đuổi và tìm những khả năng có thể tốt nhất để có thể show được những cái gì mà đam mê của em, nhưng mà một cách tự do nhất. Tại vì trong cái khoảng thời gian đấy là em bị chấn thương ở lưng và gối và em cũng có một chút áp lực. Lúc đấy là cũng đến cái thời khắc mà em thi đại học. Nên em nghĩ là đã đến lúc mà em dừng lại. Em nghĩ lúc đấy là nghề không chọn mình nữa rồi. Em lên đi theo một con đường mới. Anh hiểu em, bởi vì anh cũng giống em. Anh cũng là thể thao chuyên nghiệp. Dạ. Anh lỡ mất đại học 2 năm. Đến năm thứ 3 anh mới thi trường sân khấu điện ảnh. Và khi anh thi thì mọi người là tại sao. Và lúc đó anh chỉ biết nói rằng là vì anh cảm thấy anh có một cái khả năng nào đó về nghệ thuật. Và anh nghĩ rằng khả năng về nghệ thuật nó sẽ giúp anh thành công hơn là thể thao. Và anh đã lựa chọn. Ngày hôm nay anh đứng ở đây là một minh chứng cho em nhé. Dạ. Một vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Và anh cũng giống em này,
anh cũng bị chấn thương, anh bị vẹo mũi này. Đấy, dạ. Anh đánh giải toàn quốc, anh bị đá vẹo mũi, anh bị đứt dây chằng chéo trước chân trái. Anh dạ. cũng đã mổ nối rồi. Và anh nghĩ rằng một người mà đã đi theo thể thao ấy dạ. mà chuyển sang nghệ thuật ấy sẽ có một thứ lợi thế, em biết điều gì không? Đó là không nản chí. Dạ. Và chúng ta sẽ chắc chắn là làm đến tận cùng. Nhưng tất nhiên làm đến tận cùng nhưng cũng phải biết khả năng của chúng ta tới đâu. Và em đã đóng phim nào chưa? Hay là đã đạt được một cái cột mốc nào chưa khi mà em rẽ sang nghệ thuật? Trước khi em giải nghệ thì em đã đạt được một huy chương bạc SEA Games 29 và hiện tại em đang đóng một phim điện ảnh. Dự kiến sẽ là khởi chiếu vào tháng 9 năm nay. Và em cũng đã đóng hai cái MV rồi ạ. Vỗ tay. Đó. À. Người ta nói rằng là đường xa vạn dặm luôn bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Và bước chân đầu tiên của em, anh nghĩ rằng là đã khá là may mắn rồi. Dạ. Nhưng nếu tốt hơn nhé, một lời khuyên của anh là người đi trước thôi. Dạ. Hãy nên đi học. Bởi dạ, vì vâng. chỉ có môi trường học tập một cách chuyên nghiệp sẽ giúp chúng ta tự tin hơn, cũng như có cái nhìn rõ ràng hơn về con đường mình lựa chọn. Và ngày hôm nay thì em đến đây em có biểu diễn một tiết mục thể dục nghệ thuật nào không? À, rất tiếc là bình thường là em tham gia một game show là em sẽ chuẩn bị một tiết mục để em biểu diễn. Nhưng mà dạo gần đây thì sức khỏe em không được tốt cho lắm và em trước đấy có tập luyện để tự làm một dự án riêng của bản thân mình cũng là về múa luôn. Nhưng mà em có bị chấn thương một ít ở tay nên là em hôm nay không thể biểu diễn Không được. Thể biểu diễn được đúng không? Nhưng không sao. Anh tin là quý vị khán giả cũng như là anh Lê Nhân, chị Puka, anh Quang Trung sẽ còn được nhìn thấy em ở nhiều dự án nghệ thuật trong tương lai. Chúc em may mắn và thành công. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Dạ em cảm ơn anh. Chúng ta cùng đến với vòng thi cuối cùng trong chương trình Giác quan thứ 6 hôm nay. Đó là vòng thi quyết định. Vòng thi thứ 5 và đương nhiên gói tiền thưởng cuối cùng sẽ được mở ra. Gói tiền thưởng số 3 và ai cũng biết nó sẽ có giá trị là 1 triệu đồng. Xin mời. 1 triệu đồng là số tiền thưởng không quá lớn, nhưng nó sẽ được cộng thêm vào quỹ tiền thưởng của Lê Nhân, cũng như thể hiện Lê Nhân là người có trực giác tốt, cũng như có lý trí và đánh giá thông tin tốt bằng việc chiến thắng ở vòng thi thứ 5 này. Dạ. Và hãy cùng xem nghề nghiệp nào xuất hiện nhé. Dạ. Xin mời. Rồi. Giáo viên piano. Rồi luôn. Một, hai, ba đồng thanh luôn nha. Một, hai, ba. Số 2. Không cần suy luận, không cần gặp lại những khách mời, mà hai người trong ban bình luận và một người chơi đã đưa ra quyết định là số 2. Vậy thì hãy gặp họ xem thế nào nhé. Dạ. Xin mời. Tại sao lại là số 2 Lê Nhân? Dạ thưa anh, là tại vì em thấy chị số 2 có một cái nét nữ tính mềm dịu, tỉ mỉ, dễ thương. Cái kiểu mà ý là người mà theo nghệ thuật, ví dụ như là môn piano thì sẽ có một cái giống như kiểu một cái hào quang vậy đó. Để rồi. Hào quang lấp lánh mà. Em tóm gọn lại đi, em nhìn chị số 2 có cái nét piano. Có cái nét piano. Nó dạ rồi. Số 2 có một cái nét rất là piano. Anh phải nói là chị cười á, hàm răng chị như những phím đàn á. Cho nên là đó chưa. Hoặc là em cũng có thể nói là chị số 2 có một cái nét rất dương cầm. Nghe nó khác hẳn. Nhìn chị dương lắm. Nghe rất là dương cầm. Nhìn là muốn cầm. Nhìn là muốn cầm liền á. Và tại sao lại không phải số 3? Bởi vì rất nhiều người nghĩ nhầm là giáo viên piano hoặc một nghệ sĩ piano phải là phụ nữ. Nhưng họ không hiểu rằng, không nhớ rằng những nghệ sĩ piano lớn nhất Việt Nam, nổi tiếng nhất là nam. Lại là nam. Yeah. Em cũng có suy nghĩ vậy, nhưng mà ý là những người thầy dạy piano của em đã từng học qua chưa có cái nét giống anh số 3 lắm. Bởi vì thầy em là thầy em, còn anh số 3 là anh số 3. Sao không giống nhau được ta? Anh số 3 mà giống thầy em thì lại là thầy em mất rồi. Tại sao dạy piano mà không giống nhau ta? Ngộ ha. Tại sao? Nào bây giờ hãy bình tĩnh. Dạ. Yeah. Quyết định cho kỹ và kết quả. Anh số 3 thì anh có một cái sự bây giờ em đang suy nghĩ anh mặc một cái bộ vest luôn anh, và anh ngồi vào cái đàn piano nó vẫn không hợp. Không, em nghĩ lại hợp nha. Hợp hả? Nếu mà vest vô hợp á. Anh đi thay đồ cho em coi đúng không anh? Rảnh quá, bây giờ chị mới phát hiện được một điều là chị số 2 chị tạo dáng như vậy là có giấu lý do. Giấu cái tay đúng để không? Để giấu cái ngón giấu tay của cái chị tài. Đó. Chứ anh số 3 cũng có thấy tay đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chị đang giác đàn đó. What?
Chị đang giác đàn đó. Chị đang giác đàn đó. Chị ơi, không ai giác cái đàn piano lên trên lưng hết á, trên vai hết á. Không, nhưng mà cái ngón tay của anh số 3 rất là to. Tại vì anh đang nắm lại thì nó cũng tòe ra hà, nếu mình nắm lại thì nó cũng to nữa mà. Nè, để gì cũng to mà. Hãy tưởng tượng nhá, khách mời số 3 mà mặc vest, một bộ vest đen. Bạn á ngon á. Rồi sau đó ngồi vào một chiếc đàn trắng muốt và bắt đầu ten 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 ten. Trời ơi, em tưởng tượng ra rồi anh ơi. Em tưởng tượng được rồi đấy. Em tưởng tượng rồi, trực giác em đã cho em một cái ý kiến rồi. Khoan, nhưng mà mọi người thấy không, cái giọng nói của anh số 3 có thể làm được nhiều thứ hơn như vậy. Giọng nói của anh số 3 có thể là một người dẫn chương trình luôn đó. Cái giọng nó cũng có thể hát rất hay. Đúng. Thì anh có thể là một giảng viên thanh nhạc hoặc là ca sĩ thính phòng. Anh vừa dạy nhạc vừa dạy hát. Một môn thôi chị. Không. Là một ca sĩ thường phải biết đệm đàn, bởi vì để tự luyện thanh cho mình ở nhà. Vì thế mà số 3 hay số 2 tôi thấy đều có những cái nét phù hợp. Họ đều sáng sân khấu để có thể làm một người nghệ sĩ biểu diễn. Và nhìn họ thế kia, những bộ trang phục này, chúng ta khó có thể biết là họ có biết đánh đàn piano hay không. Nhưng mà cái trực giác của em cho thấy là cái nét, tại vì bạn của em Quang Trung Anh là một ca sĩ có thể đàn piano được luôn. Và khi mà em so sánh giữa cái nét của Quang Trung và cái chị số 2, em thấy nó phù hợp hơn. Nó tương đối. Tại Quang Trung là em đã chứng kiến cái cảnh mà Quang Trung ngồi trước cái đàn, đàn như thế nào, phong thái như thế nào, nhẹ nhàng như vậy đó anh. Cho nên em nghĩ chị số 2 dịu dàng như chị số 2 luôn. Dạ đúng rồi. Bảo sao mái tóc dài như thế kia. Em có mặt đàm giống chị số 2 đâu, bạn kêu hai người chen nhau. Nhưng mà cái thần thái, cái phong thái em tỏ ra rất là dịu dàng. Ra là chị. Và quyết định cuối cùng của em sẽ là? Dạ thưa anh, quyết định của em là chị số 2 sẽ là giáo viên piano. Kết quả đã được chốt. Vậy thì nếu số 2 là giáo viên piano, em nghĩ số 3 sẽ làm nghề gì? Em nghĩ số 3 sẽ làm một là MC hay là diễn viên. Nào, Quang Trung, theo em thì số 3 sẽ làm nghề gì? Theo em thì với chất giọng thật là hay của anh số 3 thì em nghĩ có thể có khả năng anh sẽ làm MC hoặc là một phát thanh viên, anh làm diễn viên lồng tiếng hoặc là anh làm ca sĩ nhạc thính phòng cũng hay. Kết quả thì Lê Nhân đã chốt rồi. Số 2 sẽ là giáo viên piano. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem nghề cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là nghề gì. Xin mời nghề cuối cùng. Ra là giáo viên piano nam này nha. Giáo viên kỹ năng sống. Trời. Bắt đầu thấy sai. Bắt đầu thấy sai. Trời ơi, chết rồi. Bắt đầu thấy sai. Anh ơi, em vừa thấy một nụ cười trên cái đôi môi của anh số 3 anh ơi. Em chợt nhìn lại, chị số 2 rất giống cô giáo dạy môn phương pháp học đại học của em ngày xưa. Chết rồi. Chị rất giống những người dạy kỹ năng sống. Em à, em đã hiểu thế nào là ban bình luận và bình loạn chưa? Được, kết quả ra anh chị vui lòng dạy kỹ năng sống cho ba đứa em. Mà đây em bị mất hết kỹ năng sống. Em nghĩ là mình phải thôi mình lên tìm hiểu chút xíu đi. Mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Rồi, bây giờ như thế này, riêng với Lê Nhân vì tôi thấy quá là thương bạn, bởi vì bạn có một người bạn thân thực sự là quá khó đoán. Thuốc độc cũng là đấy mà thuốc bổ cũng là đấy. Dạ. Nên nếu được lựa chọn đổi lại cho bạn một cơ hội, bạn có đổi không? Dạ thưa anh, em không đổi. Bạn vẫn quyết định số 2 là giáo viên piano. Đàn ông phải là như vậy nha. Không đổi gì hết. Chính xác. Vô đi. Gồng lên. Em gồng lên. Em gồng lên à. Như vậy là em không đổi đúng không? Dạ thưa anh, em không đổi. Quang Trung muốn đổi không? Dạ em. Ủa bình luận thôi mà anh, quyết định không, của em chứ. Đổi cái suy nghĩ của mình. Để chứng minh cho mọi người thấy là mình thông minh. Đổi đi, lát ra kết quả có nhục hay không thôi đi em. Em không đổi. Phu ca. Em có chọn gì đâu mà đổi. Em có chọn gì đâu mà đổi. Đúng rồi, em cũng chọn số 2. Em chính là người đồng thanh chọn số 2 đấy. Chị đừng đổi mấy lời, giống chơi vào gọi đó. Lớn sai hơn mà không đổi giá. Em có đổi không, Luca? Trời, anh nghĩ đi, hai đứa này đổi. Nghĩ sao em đổi, lớn hồi em sai, em ngu à. Nào, hãy cùng xem kết quả. Anh chị lừa tụi em, rồi học trò của anh chị sẽ thấy cái điều này. Đúng rồi. Như vậy là kết quả chính xác. Số 2 đó chính là giáo viên piano và số 3 là giáo viên kỹ năng sống. Xin mời các bạn tới lên phía trên. Tụi em chào thầy cô.
kính chào thầy cô ạ. Rồi các em ngoan lắm, về vị trí. Ủa? Kỳ vậy? Về học với về lớp. À về lớp. Ba đứa ba lớp. Đây là thầy giám thị. Thầy đưa hai thầy cô mới vào lớp để giới thiệu với các em. Thầy giám thị mà coi ăn bận như là hiệu trưởng vậy đó. Thưa thầy, em bị cận thị, thầy cho em xin chuyển lên bàn đầu ngồi. Lên đi em. Lên đi em. Thầy không đồng ý. Dạ. Bởi vì nếu như em mà ngồi lên trên bàn đầu, dạ, thì chắc chắn bàn đầu sẽ không học hành được gì hết, chắc chắn chỉ có buôn chuyện thôi. Nên là em ngồi nguyên chỗ cũ cho thầy. Hôm nay mình sẽ học lớp cái gọi là cái lớp kỹ piano năng sống. Kỹ năng piano sống. Kỹ năng piano sống hay là lớp gì mà nó phối hợp hai cái lại hơi khó học. Từ từ các em sẽ được biết. Trước hết là thầy sẽ để cho thầy dạy kỹ năng sống nói chuyện trước. Dạ. Xin mời. Xin chào tất cả các anh chị nghệ sĩ và tất cả khán giả. Mình tên là Tiêu Minh Sơn và hiện tại thì đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh với công việc là giảng viên kỹ năng sống dành cho các bạn học sinh và sinh viên tại Học viện Giáo dục Quốc tế. Wow, thật sự là nghe giọng giống như đang nghe radio luôn á. Và cái giọng hay luôn á. Trong cái giáo trình dạy của mình ấy thì bạn dạy những gì cho các bạn học sinh sinh viên, những cái gì mà quan trọng nhất chủ chốt ạ? Xin chào, tôi tên là Tiêu Minh Sơn. Tôi là một người rất thích trẻ con và khi chơi với trẻ con thì tôi thấy mình như được trẻ lại. Và các bạn nhỏ cho tôi rất nhiều niềm vui, sự ngây ngô và cả sự chân thành nữa. Đối với công việc giảng dạy kỹ năng sống không giống như những giáo viên khác, ở đây mình phải hiểu tâm lý trẻ, trẻ cần gì và muốn gì, kết hợp với những kinh nghiệm sống, kỹ năng mềm của chính bản thân để giúp các bạn nhỏ thông qua những nền kiến thức. Trong đó chú trọng đến các yếu tố giúp trẻ phát triển về tư duy, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, tự chăm sóc bản thân và ý thức bản thân, cũng như các mối quan hệ, từ đó định hướng mục tiêu cũng như xác định tương lai của mình. Và mong muốn của tất cả giáo viên giảng dạy kỹ năng sống đó chính là đem đến một tuổi thơ tuyệt vời nhất cho trẻ. Và chúng tôi tin đó cũng là mong muốn của tất cả quý phụ huynh. Hy vọng kỹ năng sống sẽ ngày càng phát triển, nhận được nhiều sự quan tâm, không chỉ cả ở thành thị mà còn ở cả nông thôn nữa nhé. Thường thì kỹ năng sống thì mình dạy cho các con, ví dụ như là kỹ năng sống là kỹ năng thực hành xã hội. Mình sẽ dạy cho các con cái cách gấp xếp quần áo nè, hoặc là những kỹ năng khác lớn hơn, ví dụ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục nè, bắt cóc nè, tai nạn thương tích, tự vệ thoát hiểm vân vân, hay là kỹ năng giao tiếp chẳng hạn. Còn các bạn sinh viên thì mình sẽ dạy lớn hơn, nhiều hơn, ví dụ kỹ năng thuyết trình, rồi kỹ năng đứng trước đám đông làm sao cho chúng ta không run, ví dụ như thế là những kỹ năng mình thường dạy. Bảo sao giọng bạn rất hay. Cái giọng đó mới dạy kỹ năng sống được. Giọng của bạn có một cái sự thu hút và có một cái sự thuyết phục rất là lớn. Và đúng là ông trời sinh ra cho mỗi người một khả năng. Như tôi thì có thể là người dẫn chương trình, nhưng tôi sẽ không thể là người thầy giống bạn được. Và bạn đã dạy được bao nhiêu năm rồi? Và bạn có đi học cái giáo trình này ở đâu hay không? Thực ra kỹ năng sống thì nó không có một cái giáo trình nào hết. Nó giống như là kỹ năng sống là mình hiểu được tâm lý của các bạn trẻ nè. Rồi thông qua những cái kinh nghiệm chia sẻ của chính bản thân mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn nhỏ của mình. Nó không có một bộ giáo trình nào một cách cụ thể hết. Ví dụ như trường đó thấy các bạn nhỏ học sinh của mình cần cái kỹ năng đó thì mời mình đến, mình sẽ hỗ trợ. Wow. Yeah. Yeah. Như vậy là bạn hoàn toàn dựa vào cái kinh nghiệm sống của mình thôi. Và những cái sự học hỏi của mình ở xung quanh thôi. Dạ vâng ạ. Đúng không? Vậy thì ngày mai tôi sẽ phải cố thử giống bạn có được không? Quang Trung tôi nghĩ là có đấy. Có kỹ năng đó, Lê Nhân có nhưng Puka thì thôi. Lê Nhân có nhưng Puka thì thôi. Puka thì thôi. Ủa sao vậy? Cho nên em mới cần thầy để em học đó thầy. À không, ý anh bảo là em có thể đi học được nhưng em đừng đi dạy. Thì đó, em đâu có cần dạy đâu, chỉ cần thầy để học thôi. Chỉ cần thầy để học thôi. Cần thầy để học thôi. Chị làm gì tự nhiên cái giọng điệu của chị nghe nó bắt đầu hả hơi lả lơi rồi nha. Và Puka. Dạ. Em có muốn học không? Dạ, em muốn học cách làm vợ. What? Em muốn học cách làm vợ. Muốn học cách làm vợ. Nani? Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Chị không có tiếp tục nói chuyện lả lơi với thầy cô như vậy nữa. Cái này là chắc để mình nói riêng và nói sau quá à. Chứ nếu mà trả lời đây thì không biết trả lời làm sao nữa. Chết rồi. Bên lớp mình có cái giáo trình nào, giáo trình là dạy để có người yêu không? Có những cái kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng giáo dục giới tính. Rồi sau đó thì mình sẽ có giáo dục về những cái vấn đề về tâm sinh lý tuổi mới lớn. Rồi những cái cách yêu đương làm sao cho đúng, rồi trò chuyện với ba mẹ. Đó là những chủ đề chuyên về tình cảm.
đó. Lấy cái này thì Puka nên học trước đi á, trước khi nhưng học vợ. Thầy dạy cho tuổi mới lớn, đúng rồi, dạy cho tuổi lớn lâu mà chưa trưởng thành. Đúng rồi. Chị ơi, chị qua tuổi, chị lớn tuổi rồi. Chị mới có 12 tuổi à. Nani? Mới có 12 tuổi à. Mới có 12 tuổi à. Tao mình dạy được hết luôn á. Thầy chưa, thầy hứa rồi. Vậy là ngày hôm nay Puka sẽ có thêm một người thầy. Không biết là có xin học piano luôn không vậy này. Xin mời bạn số 2 giới thiệu về mình ạ. Dạ, em chào các anh chị và em chào quý vị khán giả ạ. Em tên là Bích Trâm, hiện tại em đang là giáo viên piano. Em có một lớp nhạc ở quận 5 ạ. Bích Trâm, cô giáo piano sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cộng với sự ân cần, chu đáo mà nhận về cho mình sự tin tưởng của các bậc phụ huynh khi để con em mình nhận được sự dạy dỗ, hướng dẫn từ cô giáo trẻ. Đối với Trâm, để mọi người có thể kết nối và gần nhau hơn thì âm nhạc chính là một sự kết nối vô hình nhưng lại rất mạnh mẽ. Và Trâm luôn muốn tình yêu âm nhạc của mình có thể truyền tải đến với nhiều người hơn. Trâm đã học piano bao nhiêu năm và dạy được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em bắt đầu học là vào lúc em học lớp 6. Và hiện tại em đã dạy được khoảng 8 năm ạ. 8 năm? Em học từ lớp 6, lúc em đi dạy là em bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc em đi dạy là lúc em học đại học năm 1 luôn ạ. À, đại học năm 1 em đã đi dạy rồi, chắc là dạy cho các bạn thiếu nhi đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Piano học có khó không em? Nếu như mà thích thì các bạn sẽ học dễ hơn. Không có cái gì gọi là khó cả. Chỉ cần mình kiên nhẫn và mình thích một chút xíu là được ạ. Dạ. Cho em hỏi, với những người mà bị đít tông á, tông nó bị ngang á, không bắt được tông, mình có thể học nhạc piano được không ạ? Theo em nghĩ là mình sẽ học piano được ạ. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình học được rồi, cái trình độ hát mình nó có phát triển theo không? Cái đó thì em không biết, chắc là phải nhờ cái bạn giảng viên thanh nhạc ạ. À, dạ, vậy phải học hai lớp rồi em ơi. Không, đó giờ chị học nhiều lớp lắm á, mà không đuổi chị trơn, chị đừng cố gắng học nữa. Học kỹ năng làm thế nào để có người yêu, kỹ năng làm vợ, xong học piano, học cả thanh nhạc, xong thấy đâu bảo là học cả thể dục nghệ thuật. Dành cả cuộc đời đi đi học, không làm được cái gì hết. Chị chỉ cần học làm người tốt thôi là quá đủ rồi. Chị học xong đúng. Cái đó em dạy. Rồi, và không biết là đến với chương trình thì Trâm có biểu diễn một tiết mục nào không? Dạ có ạ. À, vậy thì chúng tôi xin được nói lời cảm ơn tới bạn Sơn. Dạ vâng ạ. Chúc bạn có thật nhiều học viên, dạy được nhiều các bạn để có kỹ năng bước vào đời để thành đạt. Còn cảm ơn Trâm đã đến với chương trình. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của bạn Bảo Trâm. Cảm ơn thầy cô. Cảm ơn thầy cô. Cảm thấy sao thật bất ngờ
Ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó mà đến chia sẻ. Lại được chính những lời nói đó làm ngẩn ngây, nhưng anh lại đi nói nữa với những người sao. Bỏ nha. Khi từ tắt tiếng em ra luôn nha mọi người, bỏ luôn nha. Ok, cảm ơn. Thank you. Quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6, và đây là những giây phút cuối cùng của chương trình khi mà chúng ta đã có một chiến thắng với số tiền thưởng là 26 triệu dành cho người chơi Lê Nhân. Rất may mắn và cũng phải nói là rất trực giác và logic khi mà Lê Nhân ở những vòng cuối cùng đã lắng nghe theo những sự tư vấn từ phía ban bình luận, chủ yếu là Quang Trung, còn Puka thì chủ yếu là vẫn là vai trò như vậy. Vai trò gì em có biết không? Dạ nghịch cảnh á. Dạ nghịch cảnh á. Và bây giờ bạn sẽ được tặng một chiếc thẻ ATM. Wow. Có tên của mình. Trong này sẽ là số tiền 26 triệu. Nhưng nó có trở thành tiền mặt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trực giác của bạn. Đây là lúc mà bạn sẽ phải sử dụng quyết định của mình mà không có sự hỗ trợ từ phía ban bình luận. Yeah. Bạn sẽ có các trường hợp sau: nhân đôi, chia đôi và giữ nguyên tiền thưởng. Yeah. Bạn sẽ đưa thẻ vào máy rồi sau đó lựa chọn 3 nút vàng, đỏ và xanh. Yeah. Bấm nút nào thì sẽ được tương ứng một cách ngẫu nhiên với trường hợp bạn nhận được. Yeah. Tôi xin được nhắc lại, đó là chia đôi, nhân đôi và giữ nguyên. Xin mời bạn. Đây là thẻ của bạn. Cảm ơn anh. Bạn hãy đưa vào trong máy. Cố lên nha anh. Bạn sẽ quyết định lựa chọn nút màu gì? À, em không cần bấm password anh. Em không cần password. Dạ rồi em xin chọn màu vàng đi. Tại sao lại chọn màu vàng? Dạ tại vì màu phong thủy của em là màu vàng. Cũng đúng. Dạ. Đây này, tông vàng đây này, vàng này, da cam này, vàng này nữa. Dạ. Quang Trung, nếu là em chọn màu gì? Em sẽ chọn màu đỏ. Tại sao? Em thích màu đỏ lắm. Puka? Nếu mà vàng đỏ thì em phải chọn xanh thôi. Em chọn xanh lá đi cho mọi người xa lánh chị. Chọn xanh lá đi cho mọi người xa lánh chị. Em đúng là người có vào chương trình cho đủ. Có vào chương trình cho đủ. Có vào chương trình cho đủ. Bởi vì em chính là lấp vào cái khoảng trống còn thiếu. Dạ đúng rồi, mà không có em thì không ai lấp cả. Đúng. Như thế em chính là nghịch cảnh của chương trình. Và xin mời bạn hãy bấm vào nút vàng. Đã bấm. Hãy cùng xem. Số tiền được giữ nguyên. Xin được chúc mừng Lê Nhân. Yeah, bạn sẽ ra về với số tiền thưởng là 26 triệu đồng. Và trước khi chia tay với quý vị khán giả, bạn sẽ nói điều gì? Trước tiên thì em cảm ơn anh Thành Trung, cũng như là cảm ơn chị Buka, cũng như là bạn Quang Trung. Và em xin gửi lời đặc biệt cảm ơn đến người bạn thân 8 năm của em là bạn Quang Trung. Dạ. Và em cũng đã cảm ơn chương trình tại vì đã tạo ra một trò chơi vừa thể hiện cái sự trực giác tốt của tụi em và vừa có thể mang về cho em một cái số tiền nhiều như thế này. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn Lê Nhân đã đến với chương trình. Chúc em thật nhiều thành công và may mắn trong sự nghiệp, trong cuộc sống của mình. Dạ. Cảm ơn Puka, cảm ơn Quang Trung, những người đã giúp sức rất nhiều cho người chơi Lê Nhân hôm nay. Và chúng tôi nói lời cảm ơn với các quý vị khán giả, những người luôn luôn theo dõi, yêu mến và chờ đợi chương trình Giác quan thứ 6 vào mỗi trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và gặp lại trong chương trình tuần sau.